Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Lâm Sung Vlog. Sự kiện Black Up thì cũng chỉ còn ít phút nữa thôi là kết thúc rồi. Thì vẫn như mọi khi thôi anh em, tôi vẫn đang ngồi canh top để xem có thanh niên nào dám bật tôi không anh em ạ. Nào, chúng ta cùng vào nhá. Hả? Ni sư sai? Cái bảng tranh bá này của tôi thì cũng hơi nhẹ nhàng thôi anh em nhé. Đây mục tiêu đấy, điểm số đã tiêu hao hết khoảng hơn chục ca coi mới lạp liếc coi mới khoảng 5 ca vào đấy, thế là tôi lên điểm ác cũng nhiều như này, thế cho nên là mấy thanh niên nạp tiền ở top dưới này không dám đua theo anh em ạ. Nếu mà đua theo thì tôi lại phải bung tất tay rồi. Đấy. Kiếm cái bộ chip Lengen dành cho pháo tố lốc này nó rất là ngon anh em nhá. Đấy, 5 4 3 2 1. Anh em đoán đi, liệu tôi có được top 1 không? Sự kiện Black Up gì đâu? Có Black Up nào nữa không? Không có anh em ạ. Nó lại còn bắn tỉa nữa này. Ôi thế thì ngon. Vác hai em 6 vào giã. Nhưng mà chuyên môn hóa bây giờ lũ cẩu làm game nó cắt không cho nhận coi nữa anh em nhá. Mất 300 coi rồi. Toàn những cái thưởng lẹt phẹt vơ vẩn. Không có gì mới à? Cái này thằng gì đây? Tam bắn tỉa. Này sleeper anh em ạ. Yo, lại tiêu coi. Yo, kiếp không ăn được của bọn này đâu. Em có xác định full coi thì mới ăn, không phải không một. Thôi mua trong shop cho nó lành. Ai già được anh em ơi, được đấy. Lũ cẩu làm game không ra Black Up thì tiếp theo hả anh em? Khắm nhỉ. Thôi chắc là 1 giờ ngày mai anh em ạ. Đấy. Thôi anh em ạ, hôm nay đến đây thôi. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em trong những sự kiện Black Up tiếp theo. Tôi vẫn luôn ghi lại những diễn biến cho anh em xem nhá. Đấy, sự kiện Black Up này là tôi lại lấy được cái top 1 rồi anh em nhá. Chủ yếu là bộ chip lên gần cho pháo tố lốc này. Đấy, cái này tôi có hai cái giảm thời gian nạp này đấy. Và ba xịt điểm slit tím này để còn nâng level ghép, level chip anh em nhá. Bye bye anh em nhá.